các anh em trả lời câu hỏi đội nào sẽ chiến thắng sau khi bị bé editor hù dọa sẽ tua đi tua lại nhiều lần nếu dự đoán sai. Anh con gần nặng gia đình lắm cho nên chuyện thắng thua anh cũng rất là khó xử, rất khó xử, căng thẳng lắm. Nhưng mà hy vọng anh sẽ cố gắng hết sức. Lòng là đội anh nhàn với anh Tổ á, là tuy là có tuổi nhưng mà có kinh nghiệm. Kinh nghiệm ăn đứt sức trẻ. Nhưng mà chốt đi, đội nào là chiến thắng? Em nghĩ là đội anh nhàn sẽ giành chiến thắng. Yeah.
từng được hát. Vui hôm nay thôi ai biết mai sau. Đời là người này ngần lắm, tứ chi ai ôm hết âu lo. Giống như ta chưa từng được sống, cùng bàn tay nhau đi qua đêm dài.